À, chay sáng nay là chay ăn trứng Nhà ông nè. là ai? Nóng thổi con, nóng thổi con, thổi. Con bé ngủ con múc ăn chứ con đừng có bắt. Thổi nha con, thổi. Đúng rồi. Rồi có khăn giấy nè, con có gì con chùi tay con nha. Dạ mẹ đi con. Dạ mẹ đi. Ngon không? Ngon. Dạ ngon mẹ. Nguyên rồi. Hả? Ăn nguyên rồi. Nguyên nước nha. Nhai đi, nhai hết thì mẹ cho con tự lấy nước uống. Nó không ăn. Không ăn phải không? Nó nhu. Ăn đu đồ phải không? Mũ. Uống mấy nước đi cho đu đồ. Con ăn nuôi đồ chung với mẹ phải không? Con nói nè, bún bò. Bún bò. Đúng rồi. Con đừng nóng nha, nóng lắm. Nóng lắm mà thổi. Thổi nha. Đúng rồi, thổi. Đó. Bớt lại. Bớt lên. Thổi nè. Rồi, ăn đi. Đó. Chị ăn bún bò hả ngoại? Ngon quá ta. Ngon nóng. Ngon mà nóng, con nói đi, ngon mà nóng. À. Để đây đi. Nóng mày. Để đây, nóng, nóng, nóng. Nóng. Thổi đi con, thổi nè, thổi giống mẹ nè. Ăn thịt. Mẹ nó đòi ăn thịt. Nào đổ. Nào không. Bỏ ra hả? Bỏ ra nóng còn á. Thấy chưa? Thấy chưa? Mẹ. Từ ăn không, từ cái nóng. Ăn nữa. Ăn nữa không? Con nói đi chả giò. Giò giò. Đúng rồi. Rồi con cắn đi. Con biết rồi. Mày thấy em giỏi chưa? Chả lụa. Đúng. À trời ơi coi. À trời ơi. Ngoại thấy chay về Mỹ cho ăn ngon ghê chưa ngoại? Thôi để nó mẹ lau cho, đừng có lau, để cho mẹ lau. Vậy mà ở Việt Nam mua bún bò không ăn? Dạ, những nửa nửa rồi. Thổi. Ngon ha.
Con nó đi chả lụa. Đâu rồi? Đúng rồi. Ăn thì mày còn miếng chả nè. Mày muốn bò này cay 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 mà nó ăn được hay ghê. Không hiểu nổi. Không mà đúng thiệt. Ăn gì? Gì? Nước gì? Nước hả? Hay là cái vị bún bò đây nó không có nặng mùi như là cái vị ở Việt Nam ta? Ok, ăn gì? Ăn gì? Rồi, giờ mày thổi nè. Nóng hả? Đâu có nóng đâu. Con thổi đi, con thổi, con tự ăn đi. Nếu mà mẹ thổi mà làm cho nó nóng quá thì con tự làm đi. Đừng nhờ sự giúp đỡ của mẹ nữa. Đó. Thổi. Tập tự thổi cho quen. Đúng rồi. Cái gì khổ dữ vậy? Biết rồi, thổi đi. Đúng rồi. Cũng tham ăn hốt uống như mẹ nè. Ngon không con? Ngon. Ngon quá mẹ ơi. Nóng nóng thổi đi nè, thổi nè. Thổi cho nó văng cọng bún luôn rồi. À, dính áo rồi. Dính áo rồi. Ừ. Trời ơi, cô chú ông bà thấy chay nói tiếng Việt mà thấy ham không cô chú? Hồi ở Việt Nam á, nó lo chơi nhiều á, không có tập trung được nên là ít nghe nó nói được, chứ giờ nó ngồi im, nghe nói nhiều lắm. Mà nói tiếng Việt thấy cưng ghê. Hỏi ăn đi con. Ngon hả con ha? Cô nói con cảm ơn mẹ. Cay. Cay hả? Ăn hồi nãy giờ hết nửa chén rồi mới cay hả? Không ăn. Không ăn nữa hả? Cho nó kỳ ăn hả? Cái gì? Mà con ăn này không? Mà. Ăn đây, chả giò đó. Chả giò nãy con ăn đó. Chi đồ quẹt, cái hành, cạch cộng hành cũng quẹt đó nữa. Y mẹ vậy. Ngon không? Cay. Cay. Đúng rồi, cái này nãy mẹ bỏ thêm ớt. Hôm nay nãy mẹ sẽ bỏ thêm ớt, đúng rồi. Kệ nó tập ăn cay đi, lo gì. Cay thì mình uống nước thôi chứ có gì đâu. Cay xong rồi. Cay xong rồi, hết cay phải không? Con nói đi, hết cay rồi. Hết cay rồi. Trời. Nó nói cay xong rồi. Chùi. Chùi hả? Lao hả? Lao chùi hả? Trời ơi, sướng chưa? Ăn xong tự dọn dẹp. Đúng rồi, trời ơi, nó phủi xuống hết xuống đất rồi ngoại. Mà mẹ hết 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 cay rồi, nó nói cay xong rồi. Chay nè, mong mốt nói tiếng Việt cũng bá đạo lắm nè. Giỏi quá. Trời ơi, sạch sẽ trên bàn không còn miếng gì. Ướt rồi, ướt rồi. À, chị ăn ngon không? Ngon con ăn cái gì con cho cô chú coi đi. Giờ con đang ăn cái gì nữa? Ngon con? Cơm. Ăn cơm hả? Cái đó đâu phải cơm đâu. Con chào cô chú ông bà cái mẹ coi coi. Nhìn vô đây, nhìn vô đây. Nhìn vô đây. Mày nhìn iPad không ha? Lấy iPad đi, con chào cô chú ông bà cho mẹ coi. Chào chú. Ông bà. Ông bà. Đây rồi. Hồi sáng giờ mẹ chở con đi chơi có vui không? Dạ vui mẹ. Con nói đi. Dạ vui. Có vui vẻ không, quạo không?
Có không? Nói mẹ ơi vui vẻ không quạo. Bây giờ cháy ngồi đây cháy ăn, mẹ đi dọn dẹp chút nha. Dạ đi con. Dạ. Ở đây ngồi chừng nào con cần mẹ thì con kêu mẹ nha. Con kêu mẹ ơi cái mẹ chạy lại nha. Dạ đi con. Giỏi quá, I love you chị đi. I love you. Chay giờ ngoan lắm cô chú ơi. Chào cô chú ông bà nha. Chào chú, chào chú. Ông bà. À, bà. Khỏe không? Khỏe không? I love you. Cô nói đi. I love you. Ừ đúng rồi. I love you. Ừ. Con ăn gì vậy? Ba trứng. Ăn gì? Trứng. Ăn trứng hả? Cái đó gì? Cái đó là chả lụa. Dạ. Chả lụa. Ngon quá. Con nói đi, ngon búa. Nói. Chay. Cứ cần lấy nước không? Mày lấy nước cho nha. Dạ mẹ. Mẹ. Con uống nước. Nước. Please. Please. Rồi con nói con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Giỏi quá. Cô chú thấy chay giỏi chưa? Vậy bây giờ con ngồi đây mẹ đi công việc nha. Ờ mẹ đi làm công chuyện nha. Dạ mẹ. Dạ mẹ. Ngồi 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 đây ngoan nha. Dạ. Giỏi. Dạ ăn sáng rồi. Hả? Sáng rồi dạ ăn cảm ơn chú. Con vô bây giờ con chào cô chú đi. Bye bye. Con nói bye bye cô chú đi. Chay. Chay, nói bye bye cô chú đi. Chay. Nói bye bye cô chú đi. Bye bye chú. I love you. Cô chú. Cô nói cô. Cô chú. Rồi, giỏi quá. Có ai đời ngồi coi iPad kiểu này không? Hả? Có ai đời không? Bình yên mà ngồi dưới không chịu đi leo lên bàn ngồi vậy đó. Có được không? Chỗ này không ngồi, chỗ này không ngồi, leo lên tới đây cầm iPad ngồi. Ưng cực vậy đó. Còn có ai đời mang vớ mà như mang đôi vớ này vớ kia không? Mẹ mang cho chay chay. Daddy đâu? Đâu có, Daddy đi làm chưa về. Ba đi làm chưa về. Con nhớ ba không? Té. Ủa biết té sao còn làm? Con có coi kìa. Trời ơi trời. Nó sạch sẽ dễ sợ không? Biết té sao còn làm? Thì mày vô mày dẫn cho đi thay tắm rửa thay đồ nha. Con Jun, nó là con Jun. Nó là con Jun, dơ quá. Dơ quá Jun ơi Jun. Thế mày đi quét nhà nè.